Xin chào anh em yêu cờ Trong giai đoạn đỉnh cao của mình Từ năm 2007 đến năm 2014 Bất kể một cao thủ nào Của làng cờ thế giới Từ Hồng Kông, Macau, Singapore Hay Trung Quốc đại lục Nếu họ có dịp đụng độ Phải thành bảo Tất cả luôn dành cho anh sự tôn trọng tối đa Thậm chí là ngưỡng mộ Vì lối chơi công hiến Của huyền thoại cờ tướng Việt Nam đó cũng là khoảng thời gian huy hoàng của chúng ta trên đấu trường quốc tế. Hôm nay, mình cùng các bạn quay trở lại quá khứ để chiêm ngưỡng những đường cờ hay của Thành Bảo. Cùng nhớ lại những năm tháng hào hùng đó. Đối thủ mà anh gặp phải là Ngọc Diện Thần Quân Tưởng Xuyên, một kỳ vương có phong độ vô cùng ổn định. Suốt 10 năm nay, anh ta luôn có vị trí cực cao trong làng cờ thế giới. Thể hiện rõ ràng nhất anh vừa mới vô địch Bích Quế Viên Bôi 2020 này khi đánh bại hàng loạt cao thủ hàng đầu. Trận này tưởng xuyên lại được đi tiên, thanh bảo của chúng ta phải hầu thủ. Đúng là khó lại càng khó. Liệu rằng anh có tạo nên bất ngờ gì không? Xin vật mí, trận này cực kỳ hay. Mời anh em cùng bước vào trận đấu. Tưởng xuyên đừng nắm tiên thủ, anh ta sử dụng thế trận cường mạnh, đó là tiên ông chỉ đường. Thanh bảo thúc binh đối lại, tưởng xuyên pháo 2 bình 3 đang phục đoàn ấn tốt 3 lên để tấn công vào lộ tịnh. Có lẽ phương án đầu tiên anh em sẽ nghĩ đó là lên tịnh 7 tấn 5 cho chắc cú. Đây là phương án không thực sự mạnh vì bên đen bị thua rất nhiều. Để tránh bị loãng video, mình sẽ phân tích phương án này trong một dịp khác. Với phong cách ưa đối công mạo hiểm, thành bảo đóng ngay trung pháo để phản công. Hẳn các bạn còn nhớ nếu bên đỏ là người có phong cách như Giang Hồ Lãng Tử, Trình Tấn Siêu, rất có thể bên đỏ sẽ bỏ tốt đầu bằng cách thúc tốt ba lên, khi đó tạo ra hình cờ đối công siêu khủng khiếp. Tuy nhiên, hướng này quá mạo hiểm, thắng hay thua cũng khó nói và rất ít người dám chơi. Tưởng Xuyên là một cao thủ chính tông bài bản, anh thường chuộn những biến hóa khoa học, vậy nên lao mã bảo vệ trung binh Thanh Bảo bình tĩnh, triển khai lộ ma. Tử Xuyên phi tượng, tạo ra trung lộ chắc chắn. Thanh Bảo nhanh chóng ra xe. Tử Xuyên ăn pháo liên tốt, chiếm thực lợi. Sau này, lao ma 2 tấn 3. Việc ăn pháo liên tốt, nó cũng có điểm bất lợi. Vì nó tạo điều kiện cho đối phương điều pháo vào, nhòm vào lộ mã 7 của mình. Và đúng, Thanh Bảo đi phương ăn đó. Tử Xuyên bình tĩnh, triển khai lộ ma. Đồng thời, dụ cho Thành Bảo thúc tốt lên để khai thác vào mã của mình. Khi đó anh sẽ có đòn lao mã lên lộ 8. Nếu đen ăn tốt qua, bên đỏ ăn tịnh lên. Các bạn có thể thấy bên đỏ trung lộ rất yếu nhưng hoàn toàn không phải. Vì nếu đen lao mã lên để bắt vào tốt đầu, đỏ đơn giản là về tịnh. Đen dùng mã ăn tốt thì đỏ có đòn hay. Bình tĩnh xe chín bình bảy. Có thể thấy bên đỏ tuy mất tốt đầu nhưng các cây ở vị đẹp ra quân nhanh bên đỏ ưu thế về mặt thế trận ở trong thực chiến ban đấu dù lối đánh rất hung hãn nhưng khi thời cơ chưa đến thành bảo cũng rất bình tĩnh anh liên tịnh đuổi pháo trước để anh yên tâm sau này có thể cơ động lô xe sau khi tưởng xuyên thoái pháo về anh mới thúc tốt ba lên để khai thác và lô mã do lúc này tưởng xuyên đã thoái pháo về hà Vậy nên anh lao mã lên lộ 6 sẽ hay hơn lộ 8 để sau này có thể chuyển làn pháo từ cánh phải sang cánh trái. Nhưng thành bảo của chúng ta cũng rất hay. Anh đưa vội ăn tốt qua sông mà thăng xe tuần à. Ý là đưa xe vào, tấn công vào quân mã mới lao lên. Bởi vậy, tưởng xuyên pháo 8 mình 6. Giờ đây thành bảo ăn tốt qua sông. Tưởng xuyên ăn pháo qua, lại phục đoàn bát tịnh. Vậy nên Thành Bảo nhanh chóng phải nhảy mã lên biên. Về cơ bản, bên đỏ vẫn đang chiếm tiên thủ. Tưởng xuyên, xuất xe ra, chiếm vị đẹp. Thành Bảo lên sĩ, nhìn bên ngoài là củng cố trung lộ, nhưng ẩn sâu trong đó là những nước cờ tranh tiên và gây khó chịu cho đối thủ. Tưởng xuyên cơ động xe lộ 1, dù đi tiên, nhưng anh đâu vội, ra quân bài bản, thể hiện sự tôn trọng tối đa cho kỳ vương của Việt Nam bỗng nhiên thành bảo tung ra mê hồn đại pháp điều pháo vào để mời đấu đây có lẽ là bá khí mà ít cao thủ hải ngoại có được vì khi đổi quân như vậy hình cờ của anh cũng có nhiều điểm méo mó nhưng cái hay của thành bảo và được người ta tôn trọng chính là điểm đó tùng xuyên chạy pháo đâu ổn anh ăn pháo qua thành bảo ăn xi si lên lúc này nếu tưởng xuyên bình tĩnh chạy xe vào lỗ 4 để sau này đưa xe qua tấn công vào mã lộ 7 và tịnh biên e rằng thành bảo sẽ mệt mỏi khi đó anh sẽ bị lép như đã nói đứng trước hào khí đông a à của thành bảo tưởng xuyên rất kính nể anh lên tốt lộ 3 khai thông cho lộ mã ý là đánh về đường dài thành bảo của chúng ta có phong thái đánh cờ y như là lý thường kiệt năm xưa thay vì co do phòng thủ chủ động đưa đại quân sang tấn công đất địch đây là đòn đánh phủ đầu vào vua cờ. Tưởng Xuyên bắt đầu lo lắng, nhanh chóng lùi mã về sân nhà. Bấy giờ, Thanh Bảo thúc tốt bia lên, sẵn sàng lao ma lên. Vẫn là lối đánh hung hãn thường thấy. Tưởng Xuyên nhanh chóng điều xe qua lộ 8 để ngăn lại. Kế này vừa qua, kế khác lại đến. Thanh Bảo vút mã lên bàn hà, để tương lai điều pháo qua lộ 7, tấn công vào lộ mã 3 của đối phương. Cách đánh vô cùng đa mắt tưởng xuyên lên sĩ phòng thủ trung lộ tương lai có thể điều xe vào đấu bỏ xe mạnh của Thanh bảo ai ngờ Thanh bảo ra đoàn trước chạy pháo vào để bắt mã tưởng xuyên lao mã lên đuổi xe Thanh bảo giả vờ chạy xe qua lộ ba đang âm mưu bắt chết pháo của đối phương đây là đoàn đánh ngầm mà rất nhiều anh em cầm đỏ chủ quan sẽ bị dính đứng trước đoàn rát của đối thủ Tưởng Xuyên bắt đầu bị choáng váng Thay vì tấn xe lên giữ pháo Là một nước cờ rất mạnh Anh lại tịnh 3 tấn 1 Điều này tạo điều kiện tuyệt vời Cho Thành Bảo điều pháo vào Để đuổi mã Tưởng Xuyên khúm núm thoái mã về sân nhà Đại thế đã đến Thành Bảo nhận thấy quân mã lộ 3 Và tịnh biên là điểm yếu Anh vút mã qua Vừa là bắt tịnh lại để đầu mã Đứng trước nước cờ sấm xét Tưởng Xuyên đành phải thoái tịnh về. Rõ ràng trận này tuy đi sau, thành bảo của chúng ta ra đòn rất chủ động, tấn công vô cùng sát. Nếu như các bạn dùng software để phân tích, thì thấy rằng bên đỏ hiện tại vẫn dương điểm. Nhưng cốt lõi ở đây là con người chơi với nhau. Khi ta bị tấn công sát, mặt khác đứng trước hào khí của đối thủ, kết hợp với hình cờ khó, rất dễ khiến con người ta sai lầm. Đây là sự khác biệt giữa người và máy móc. Quay lại trận đấu, Thanh Bảo thấy rằng vội vàng cũng không phải là ý hay. Anh tạm ngưng một nhịp, thu xít về, tạo ra sự ổn định về mặt hình trận. Tưởng xuyên vút mã lên để bắt tốt đầu. Thanh Bảo mang xe ngăn lại. Tưởng xuyên chạy xe vào giữ chặt quân mã, đồng thời dụ Thanh Bảo pháo 6 bình 4 để bắt mã. Khi đó anh thoái pháo về bắt lại mã của Thành Bảo. Tất yếu Thành Bảo sẽ ăn mã vào tịnh để chiếm từng lợi. Anh ta ăn tịnh lên. Thành Bảo bắt lại quân mã. Khi đó bên đỏ có thể tấn tốt đầu lên để tương lai chuyển pháo vào tấn công trung lộ. Tuy rằng bên đen hơn một lộ tịnh nhưng xe pháo đang bị cô là điểm yếu để bên đỏ khai thác trong tương lai. Mặt khác, tốt đầu của bên đen là điểm yếu. Nếu đi như vậy, bên đỏ của thường xuyên vẫn dễ chơi hơn thành bảo đúng là thần cơ diệu toán anh nhanh chóng nhìn ra mưu đó anh tung ra thủ pháp miên lý tảng châm lao mã lên bàn hà để đuổi mã của đối phương thực sự đây là một nước cờ cao vời vợi đánh đúng vào chân trụ của tường xuyên vậy nên anh thoái mã về mới đấu xe nhưng vô tình quân mã thoái về chiếm vị trí phòng thủ của quân pháo trong tương lai và phát sinh điểm yếu nơi quân mã lộ ba thành bảo âm thầm điều xe sang để tương lai tấn xuống bắt mã lộ ba nước cờ quá sâu thủ pháp tinh vi của vua cờ việt nam khiến đối thủ rụng rời tường xuyên chạy xe vào lộ bốn để tương lai đưa xe qua đấu và bắt mã đúng như kế hoạch đã vạch ra từ trước thành bảo phi xe bắt mã quân mã của tường xuyên giờ đã chính thức hát bài một ra đi đầu không ngoảnh lại. vậy nên anh tấn xe qua bắt lại mã của đối thủ. thành bảo khi tấn công thì như thác đổ, khi phòng thủ lại dẻo như là kéo kéo. thoái mã về và đuổi lại xe. tưởng xuyên quyết định thịt ngựa bằng được chạy xe qua. thành bảo nhẹ nhàng liên tịnh đuổi xe. tưởng xuyên đành phải chạy xe xuống. lúc đó thành bảo âm thầm đưa xe giữ mã, lại phục ra đoàn tấn pháo bắt chết xe nước cờ sâu thăm thẳm, Tưởng Xuyên đành phải vút pháo đuổi mã. Thanh Bảo ăn xe vào tiếp tục mười đấu. Tưởng Xuyên buộc phải đấu vì chạy xe là mất mã. Lúc này Thanh Bảo nhẹ nhàng ăn pháo qua. Sau khi đã dồn toàn lực tung ra hàng loạt các tuyệt chiêu và đối thủ mà đều bị hóa giải hết. giờ đây quân mã lộ ba của Tưởng Xuyên không còn đường lùi. Anh đành lòng lao mã cánh trái tìm đường phản công. Thanh Bảo sau khi suy tính thiệt hơn, thấy rằng quân pháo có thể phòng thủ sân nhà, vậy nên nhẹ nhàng ăn ma ngay. Anh đã chính thức hơn quân, cơ hội thắng đã mở ra rồi. Trước trận đấu này, Tưởng Xuyên đã biết cái hay, hùng tâm của vua cờ phương Nam. Anh đã rất cẩn thận, ấy vậy mà lúc này mất trắng một quân. Lòng tự ái nổi lên, anh quyết tâm lăng ma qua sông dọa đoàn bắt tịnh và lăng sang lộ 2 để chiếu hòa tảo có thể thấy quân mã rất rộng đường tấn công đứng trước thế phản của đối thủ thành bảo nhẹ nhàng thoái tịnh về đúng ra anh có thể tượng 9 tấn 7 ngăn ma lại thì sẽ hay hơn nhiều lúc này tưởng xuyên hoàn toàn có thể lăng ma qua lộ 2 để gây khó cho thành bảo chúng ta cùng phân tích một chút có lẽ thành bảo sẽ phải chạy pháo vào bên đỏ có thể chạy xe qua lộ 8, phục đoàn xe tân chiếu, sau đó mới lăng mã. Tất yếu để đỡ đoàn này, thành bảo nên xuất tướng. Bên đỏ tấn xe chiếu, tướng phải lên. Sau đó bên đỏ có đoàn vòng mã về lộ 4, để tương lai có thể nhảy mã sang lộ 6, tiếp đó nhảy sang lộ 8, phối hợp với xe tạo thành xe mã liên công. Rất có thể bên đỏ sẽ bắt lại cây. Để đỡ được đoàn này, có lẽ rằng bên đen phải đưa tốt đầu lên ngăn mã lại Và đỏ sẽ có đoàn thoái xe về Bắt tốt đầu Tương lai bắt nốt tốt lộ 9 Về cơ bản bên đen hơn quân Nhưng tướng ở vị xấu Và sắp sửa mất nốt hai quân tốt Bên đen vẫn ưu hơn một chút Nhưng bên đỏ cũng có nhiều đường phản Ở trong thực chiến ban đấu Tưởng xuyên không lăng mã Anh phi xe qua để bắt tốt Tất yếu là nước này không hay bằng rồi. Thanh Bảo thấy rằng cần phải tháo bỏ xe và mã, vậy nên anh chạy xe xuống trước. Tưởng Xuyên ăn tốt đầu, có lẽ rằng anh đang tìm cách bắt hết tốt, sau đó đấu bỏ quân để mưu thế hòa. Thanh Bảo có cơ hội chém tướng, anh đầu dại phi mã xuống ngay. Tưởng Xuyên chạy xe qua để đuổi pháo. Thanh Bảo chạy pháo vào. Tưởng Xuyên chạy xe qua bắt tốt biên thanh bảo thấy rằng để chiến thắng thì phải phá bỏ cặp tịnh vậy nên anh dùng xe diệt tịnh ngay lúc này đây đã bị què tịnh cơ hội để đáo hòa ngày càng xa vời tưởng xuyên đã bị dồn vào đường cùng anh không thể cứ lo mà ăn tốt mà phải huy động chiến mã phản công mạnh hơn và hy vọng đối thủ sai lầm anh lăng mã qua lộ hai phục đoàn chiếu ngoại tảo trong tương lai Thanh Bảo xuất tướng Tưởng Xuyên tấn xe chiếu, Thanh Bảo nhanh chóng liên tướng, Tưởng Xuyên vòng mã về lỗ 4, chuẩn bị điều hướng tấn công. Đây là một đợt phản công rất mạnh, y như gió mùa đông bắc vậy. Thanh Bảo gấp rút điều xe qua lộ 8 để có thể phòng thủ sân nhà. Tưởng Xuyên tính rằng nếu mình vội vàng lòng ma qua lộ 6, đối thủ thoái xe về, mình nhảy mát chiếu, họ mang pháo ra cản mình đưa xe vào để bắt pháo Họ mang xe qua đỡ Cơ hồ mình chưa làm gì được Vậy nên trong thực chiến ban đấu Tưởng xuyên tung ra nước cờ Vô cùng khó chịu Anh chạy xe vào lộ 7 Đây là một nước cờ rất hay Thanh bảo nhận rõ sự nguy hiểm của đối thủ Anh phế sĩ đáy Để có thể vào tướng Tưởng xuyên ăn xe qua ngay Đồng thời phục đoàn thoái xe chiếu tướng Và dùng mã bắt nô tịnh Đúng là khi bị dồn vào thế đường cùng tưởng xuyên đánh rất tưởng thế trận của thành bảo có nhiều mối nguy hiểm anh hít một hơi thật dài bình tĩnh và tính toán trần ngộ ra rằng họ chưa thể sát cục ta được anh bỗng nở một nụ cười bí hiểm đồng thời tay nhanh thoăn thoát thoái xe đuổi ma tưởng xuyên chiếu tướng thông thường chúng ta sẽ là vệ sĩ tất yếu đỏ không thể nhảy mã xuống lộ ba mà sẽ dùng mã ăn vào tịnh đồng thời lại dùng xe đuổi ma đáy nhưng thành bảo là một cao thủ anh suy nghĩ nhiều điểm khác với người thường ở trong thực chiến ban đấu anh cố tình thoái tướng tạo ra một điểm mở cho đối thủ tấn công nước cờ đẳng cấp cao thể hiện tài năng nhìn nhận cục diện quá siêu việt quân tượng quá ngon không ăn thì phí tưởng xuyên dùng mã đạp tượng thành bảo nhẹ nhàng vào tướng điểm ói oan là quân mã giờ đây không có đường chạy mà bên đỏ chạy xe thì mất mã đúng là nước phế tượng chất như nước cất tưởng xuyên trong tình thế có đi anh tung ra thủ pháp phế mã nếu thành bảo ăn tướng ra anh ăn về sĩ đuổi hai cây tất yếu là bên đen không dại mà mất pháo chết chạy pháo vào ngũ bên đỏ thoái xe ăn mã đen có đoàn vật tịnh chiếu nếu đánh theo cách đó thì thành bảo sau này cũng yêu và tất nhiên anh vẫn chiến thắng. Như đã nói, người thiên tài và người giỏi khác nhau ở những khoảnh khắc quyết định. Thanh Bảo đâu thèm ăn mã, anh chạy xe qua để tấn công. Phục Đoàn tấn xe chiếu tướng, khi đối thủ thoái xi về, xe vòng mã về chiếu, khi mà đối thủ lên tướng, tiếp tục thoái xe đều hỏi sát. Nước cờ quá hay, kinh củng của Vô Cờ rừng. Nhận rõ sự nguy hiểm, Thường Xuyên mang xe qua đấu. Thanh Bảo đâu nghe đưa pháo qua ngăn quyết định tổng tiến công để giành thắng lợi điều này khiến tưởng xuyên quá đau đầu anh chạy xe vào lô 6 chưa dừng ở đó Thanh bảo thoái xin bắt mã tưởng xuyên đành lòng thoái mã về Thanh bảo tung ra tuyệt chiêu cuối cùng vạn kiếm quy tông điều pháo sang vừa là hỏi cục lại phục đoàn thoái pháo đuổi xe và diệt mã dính vào tuyệt chiêu kinh thiên diệt địa này tưởng xuyên ngoan ngoãn buông cờ mà đầu hàng với những màn điều quân thần thánh đồ sát đối thủ khiến làng cờ Trung Quốc choáng váng không hiểu chuyện gì đang xảy ra quả thực ván cờ này 500 năm sau còn vang danh anh em nhớ like chia sẻ dù mình nhé cảm ơn các bạn rất nhiều xin chào và hẹn gặp lại